Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trao đổi với phóng viên Dân Trí chiều ngày 28 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang tiến hành phá dỡ một căn nhà nằm trên khu vực đồi Dõng Chum. Nhà này thuộc diện công trình vi phạm do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ. Đây cũng là căn nhà nằm trong khu vực xảy ra vụ sạt lở vùi lấp nhiều ô tô ngày 4 tháng 8 vừa qua. Quanh khu vực này còn tồn tại 4 căn homestay, nhà ở khác nằm trong diện vi phạm và chưa bị cưỡng chế phá dỡ. Chính quyền xã Minh Phú cho biết, sau khi cưỡng chế công trình trên, lực lượng chức năng tiếp tục có thêm các đợt cưỡng chế công trình sai phạm khác vào tháng 9. Sau khi thực hiện xong, địa phương sẽ có báo cáo cụ thể về việc xử lý các vi phạm này. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Phú tổ chức lực lượng xử lý dứt điểm 5 trường hợp phát sinh trong năm 2023 và một trường hợp vi phạm cũ chưa xử lý, hoàn thiện trong tháng 8. Chính quyền xã phải tổ chức xử lý dứt điểm 2 trường hợp vi phạm của gia đình ông Dương Đoàn Thịnh và ông Dương Văn Học trong tháng 8. Cùng với đó, địa phương tổ chức đình chỉ tuyệt đối với 4 trường hợp khác, không để phát sinh khối lượng vi phạm, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức xử lý cưỡng chế trong tháng 9. Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đề nghị tiếp tục ra quân xử lý giải tỏa các lều lán tiếp tục vi phạm trên đất hồ, đất rừng hai bên hồ Đồng Đò. Việc này thực hiện trong tháng 8. Đối với các trường hợp tạm dừng xử lý theo văn bản của Thanh tra Chính phủ để tập trung điều chỉnh quy hoạch rừng, chính quyền sẽ yêu cầu người dân giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh khối lượng. Sáng ngày 4 tháng 8, tại xóm Ban Tiện xảy ra vụ sạt lở do mưa lớn khiến 10 ô tô dừng đổ hai bên đường bị vùi lấp. Con đường bê tông này dài khoảng 600 m do người dân tự làm để thuận tiện đi lại. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn khẳng định, quanh khu vực điểm sạt lở có các công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm trong quy hoạch đất rừng, nhưng một số chỗ vẫn thuộc đất ở. Huyện đang rà soát để xác định rõ ranh giới đất ở và đất rừng, từ đó lập hồ sơ xử lý các hạng mục vi phạm. Sau vụ sạt lở vùi lấp hàng chục ô tô trên địa bàn, lãnh đạo xã Minh Phú và huyện Sóc Sơn, Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành cưỡng chế các homestay có hạng mục vi phạm cũng như các công trình kiên cố xây dựng trái phép trên địa bàn. Theo chính quyền địa phương, việc cưỡng chế sẽ diễn ra trong tháng 8 và 9. Hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định được 5 biệt thự homestay có dấu hiệu sai phạm, xẻ thịt đất rừng, chồng lấn đất ở, đất nông nghiệp cũng như đất vườn quả nằm trên đồi Dõng Chum thuộc địa bàn xóm Ban Tiện. Trong trường hợp buộc phải phá dỡ công trình, chủ homestay có quyền yêu cầu chính quyền địa phương bồi thường cho mình hay không? Theo dõi sự việc, luật sư Nguyễn Đức Hùng, phó trưởng phòng tranh tụng công ty luật TCS, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, trên thực tế, việc xây dựng, sửa chữa các công trình đều cần sự đánh giá, cấp phép của chính quyền địa phương, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt sau đây. Căn cứ theo khoản 2, điều 88 luật xây dựng 2014, công trình bí mật nhà nước, xây dựng khẩn cấp, công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng. Công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, xây dựng theo tuyến ngoài đô thị, phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng trừ công trình nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó, mục 2.1.1, phụ lục 2, thông tư số 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng cũng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, nhà ở biệt thự không thấp hơn cấp 3. Từ những căn cứ pháp lý tại hai văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, có thể thấy nhà biệt thự không thuộc một trong các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Do đó, nếu xây dựng biệt thự mà chưa được cấp phép là vi phạm quy định về xây dựng. Theo khoản 15, điều 16, nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong trường hợp công trình thi công xây dựng không có giấy phép hoặc giấy phép trái quy định, thì chủ dự án có trách nhiệm buộc phải phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại nghị định này. Bên cạnh đó, khoản 5, điều 104 luật xây dựng 2014 còn quy định người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định của pháp luật. Như vậy, có thể thấy trong trường hợp này, nếu homestay được xác định xây dựng trái phép và thuộc diện phải phá dỡ, đây là lỗi của chủ sở hữu cũng như cán bộ cấp phép tại địa phương.
Khi đó, chủ dự án có trách nhiệm nộp phạt vi phạm và buộc phải phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định. Trong trường hợp xác định có việc cấp phép xây dựng trái quy định bởi người có thẩm quyền dẫn tới việc buộc phải phá dỡ công trình, thì chủ sở hữu công trình có quyền yêu cầu người có thẩm quyền cấp phép sai phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Liên quan đến hàng chục homestay xẻ núi, bạc đồi vây quanh khu vực Hồ Đồng Đò, Hồ Ban Triện thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội, xây dựng trái phép, không bị phát hiện xử lý kịp thời, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho rằng do một số lãnh đạo xã giấu vi phạm. Ngày 8 tháng 8, lãnh đạo huyện Sóc Sơn lý giải nguyên nhân sự cố sạt lở vừa qua khiến hàng chục ô tô bị đất đá tràn lấp, mắc kẹt tại đồi Năm, xóm Ban Triện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là do trong những ngày qua, lượng mưa trung bình trên địa bàn là 66mm, thấp nhất 36mm, cao nhất 150mm, dẫn tới một số xã có rừng xảy ra hiện tượng sói, lở đất, gây úng ngập cục bộ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại khu vực Hồ Ban Triện cho thấy, quanh khu vực Hồ Ban Triện xuất hiện nhiều nhà nghỉ dạng homestay mọc lên san sát nhau. Trục đường quanh hồ hiện nay bị bao vây bởi các công trình homestay lớn nhỏ. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú Nguyễn Huy Du cho biết, ông mới được điều chuyển về làm lãnh đạo xã, nhưng qua rà soát, có nhiều trường hợp homestay vi phạm trật tự xây dựng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với một số công trình báo nêu. Ông Du xác nhận có trường hợp homestay xây dựng trên đất lâm nghiệp. Hiện nay, xã đang thành lập kiểm tra toàn bộ các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn, từ đó nắm rõ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện có hình thức xử lý phù hợp. Đối với các sai phạm đất rừng mà thanh tra thành phố Hà Nội đã chỉ ra trước đó, xã đang tích cực thực hiện, hiện chỉ còn vài trường hợp. Ông Du chia sẻ, không chỉ tại Hồ Ban Triện, Hồ Đồng Đò, cách đó khoảng 3km, cũng là địa điểm nổi tiếng về homestay. Dọc trục đường chính, có đến 20 homestay đã và đang xây dựng quanh hồ. Trong đó có những cái tên như Chill Villa, Iceland House, An House. Đáng chú ý, phía đối diện bên kia hồ cũng có hàng trăm lều lán được xây dựng phục vụ nhu cầu cắm trại nghỉ dưỡng. Nhiều khu vực bị khoét sâu vào bên trong để tạo mặt bằng dựng lều cắm trại. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn chỉ đạo 11 xã thị trấn có rừng ra soát điểm có nguy cơ sạt lở đất đá trên diện tích rừng do địa phương quản lý để xây dựng phương án phòng chống, di dời người và tài sản, khắc phục khi có sự cố đột xuất bất ngờ. Cấm biển cảnh báo, thông báo để nhân dân chủ động phòng ngừa, di dời khi có mưa lớn xảy ra trên địa bàn, đồng thời tăng cường xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi quy hoạch rừng phòng hộ. Thống kê của huyện Sóc Sơn, trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 187 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng phải lập hồ sơ xử lý. Ngoài ra, chính quyền đã xử lý 149 công trình vi phạm từ năm 2022 trở về trước theo các quyết định và kết luận thanh tra của thành phố năm 2019. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, từ năm 2019, thanh tra thành phố Hà Nội ban hành hai kết luận thanh tra về đất rừng Sóc Sơn. Sau kết luận, huyện Sóc Sơn đã tập trung nguồn nhân lực, vật lực rất lớn để cưỡng chế, phá dỡ xử lý các công trình vi phạm. Cùng đó là xử lý, kỷ luật cán bộ liên quan, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm. Cụ thể, với 76 công trình vi phạm nằm ở ven các hồ dưới chân núi thuộc hai xã Minh Trí và Minh Phú được nêu trong kết luận thanh tra, huyện Sóc Sơn đã xử lý 40 trường hợp, 36 trường hợp còn lại được thanh tra chính phủ đề nghị tạm dừng cưỡng chế, giữ nguyên hiện trạng chờ điều chỉnh quy hoạch rừng. Khi điều chỉnh quy hoạch xong, công trình nào phù hợp thì giữ lại, còn không sẽ bị cưỡng chế. Đặc biệt, tại địa bàn Hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, nơi có quang cảnh đẹp ở huyện Sóc Sơn, cũng có nhiều vụ xây dựng xâm phạm vào đất rừng mới diễn ra được chính quyền phát hiện xử lý. Năm 2022-2023, xã Minh Trí phải xử lý gần 30 trường hợp. Vừa rồi, huyện cũng phải ra quân phá dỡ 268 lều nhỏ trong rừng ở khu vực Hồ Đồng Đò. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, trả lời câu hỏi vì sao kết luận thanh tra chưa xử lý dứt điểm thì địa bàn các Hồ Đồng Đò, Hồ Ban Điện liên tục xuất hiện phạm vi mới. Ông Ngọc cho rằng, khu vực đất ở nông thôn thì hoạt động xây dựng không phải xin phép nên việc phát hiện xử lý rất khó. Cũng chính vì vậy mới có chuyện lãnh đạo xã giấu vi phạm. Chỉ từ đầu năm, huyện đã xử lý kỷ luật 3 chủ tịch xã liên quan. Chúng tôi vẫn cố gắng tuyên truyền cho bà con, khẳng định vi phạm sẽ không được tồn tại để tránh vi phạm. Vừa lãng phí tiền của bà con cũng như tiền của nhà nước, lãnh đạo huyện chia sẻ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.